xin mời mọi người cùng ngắm Hana ghép với lại Nano. Đó, Hana và Nano thì có chung một cái dòng máu chung là con hero vô địch Đức, chính là bố của Bruno đó. Hana thì là con của Teddy. Teddy là con của hero. Thì Hana và Nano mà kết hợp với nhau thì nó chính là một cái cặp kết hợp giữa hai con đời cháu của cùng một con ông là con hero. Mà con hero nó như thế nào thì mọi người cứ nhìn con Bruno nó sẽ ra. Con hero, con Bruno nó sẽ giống với lại con hero, giống với đời bố của nó, có lẽ là giống khoảng 95%, gần như là y lột. Nano ghép với lại Hana là hai cái con chó mà của trại nhân giống ra, đều là cái con chó của trại nhân giống ra. Hana thì hơn Bruno, Nano gần 1 năm. Hana thì đã trước đây Hana đã có một cái đàn chó con, được đàn chó được 3 con. Mọi người mà theo dõi thì mọi người sẽ nhớ cái đàn chó này, một cái đàn chó rất đẹp. Đàn đấy là cái đàn đầu tiên của Hana đẻ với lại Bruno. Hana với Bruno. Và đến lần này thì Hana với kết hợp với lại Nano là con của Bruno. Thì mọi người xem, mọi người có thể cảm nhận được cái thái độ của các cái con chó nó rất là giống nhau. Thực ra cái giai đoạn này là cái giai đoạn bệnh dịch, thành ra là mình cũng rất là ít được về. Mấy tháng liền giãn cách cũng chẳng có về thăm được chúng nó đâu. Về thì cũng chỉ về chơi một chốc một lát thôi, giờ lại đi bởi vì còn công việc. Đó. Nhưng mà cái thái độ của chúng nó thì mọi người có thể cảm nhận được cái con chó rốt thì cái tính cách của nó như thế nào. Nó cực kỳ là nó quấn chủ, nó yêu chủ. Đó. Đấy là nhìn cái chung về cái tính cách là mọi người sẽ thấy một cái điểm chung như vậy. Còn lại nói về cái cặp đôi này thì Hana và Nano kết hợp với nhau thì mình tin chắc là cái đàn cho con sẽ có cái chất lông tuyệt vời của con bố và con mẹ. Hana có một cái bộ khung cũng rất là tốt, và cái chất lông cũng cực kỳ là tuyệt vời. Cái chất lông của Hana thì mình trước đây mình đã có cái video quay một mình Hana rồi đó, lông vàng cháy luôn. Thì đây, đoạn này là một cái đoạn mình tua để mọi người thấy là cái con chó đấy nó vẫn cứ ngồi yên ở bên chủ khi mà chủ nói. Một cái đoạn rất là dài, mình tua 400-500% gì đấy mà con chó nó vẫn cứ chịu yên, nó ngồi yên. Con Hana đó, và mọi người thấy cái thái độ của nó là nó, con chó nó rất là yêu, nó rất là đáng yêu, nó rất là yêu chủ. Nano cũng vậy, Nano thì còn ít tuổi hơn. Thành ra là cái kiểu cách của Nano là hơi gọi là đòi hỏi nhiều hơn. Còn những cái con mà nó khi mà nó đã trưởng thành rồi ấy, cái con chó cái mà nó ngoài 2 tuổi và nó không phải là con út ở trong nhà, tức là chúng nó cũng có cái sự nhận diện cái con út và cái con không phải con út nha. Con út nó sẽ luôn luôn nó nhõng nhẽo hơn. Nếu mà nó không phải là con út ở trong nhà và nó đã trên 2 tuổi thì con chó nó có một cái độ điềm tĩnh của nó. Còn trong cái trường hợp mà nó là con út ở trong nhà thì nó bao nhiêu tuổi thì nó cũng vẫn là con út thôi. Nó sẽ nhõng nhẽo, khi nào có một cái con nhỏ hơn nó thì lúc đấy nó sẽ điềm đạm lại, nó sẽ nhường cái con nhỏ nhất. Đó, thì về Hana thì cái chất lông của Hana thì miễn bàn rồi. Đó, cho mọi người xem cái chất lông của Hana gọi là siêu tốt. Nano thì cũng vậy, Nano thì đã có cái video riêng. Nano quay cùng ngày đó, nhưng mà quay một hôm là quay cả 3 con và chia ra làm 3 video, chứ không thì nó quá dài. Thì đấy, mọi người có thể cảm nhận được là cái tính cách của con Hana. Là Hana là một cái con cái mà phải nói là, và Hana tính cách bá đạo lắm. Ở trong cái video rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhường nhịn. Nhưng mà con nào em mà cà khịa thì đừng có trách Hana. Ở trong cái video mà can chó đánh nhau đấy, chính là cái một cái đợt mà khi mà mình cho con Gina về ở cùng nhà thì Gina cứ cà khịa Hana. Hana thì nhường, Hana là em nhưng mà Hana ở nhà trước và Hana nhường. Nhưng mà khi Gina mà tấn công Hana một cái cà khịa mà quá đà cái là Hana
quánh lại luôn. Thì mọi người mà xem cái video đấy thì mọi người sẽ cảm nhận được cái tính cách của con rốt. Nó là cực kỳ là bản lĩnh đó. Con nào cũng thế. Có những cái con ấy thì cái tính cách về cái tính cách của nhà Hana thì có Hana thì là không theo cái kiểu là muốn làm đại ca ở trong nhà. Nhưng mà nếu mà như con Gina là cái con chị cùng mẹ với Hana này, khác bố cùng mẹ, thì con Gina tính cách của nó lại muốn làm đại ca ở trong nhà, giống như con mẹ nó. Mẹ của hai con này là con Dakota thì nó luôn luôn tính cách của nó muốn làm đại ca trong đàn dù nó là con chó cái. Thì Hana là được cái là không có cái tính máu đại ca quá đà vậy. Hana thì bình thường là chơi với nhau là nhường nhịn nhau thôi. Nhường nhịn, có chủ ở đấy là nhường nhịn, nhưng mà đừng có con nào bắt nạt bà. Em hiền lắm nhưng mà đừng có bắt nạt em, đừng oánh nha. Oánh em là trực oánh em, em chủ động em oánh lại luôn. Đó thì mọi người xem thì mọi người có thể cảm nhận được cái tính cách của nó. Con chó nó rất rất là tình cảm. Hana thì cái kiểu mặt của Hana, dù là con bố và con mẹ là hai cái con mà có cái đầu mặt khá là ngắn, nhưng mà Hana thì lại theo cái có cái nét tính nét 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 mặt là nét mặt của đời bà, tức là đời bà nội, chính là mẹ của con Teddy đó. Hana thì nhìn ở trên mặt của Hana thì cũng có cái nét của cái dòng họ của con Hero, tức là dòng họ của Hero, Bruno, Teddy đó. Bruno với Teddy là con, đều là con của Hero. Thì ở trên người Hana thì cũng có nhìn thấy cái nét của dòng họ đó. Nhưng mà phần nhiều là Hana giống về bà nội. Chứ Hana cũng không giống, không thấy ở trên người Hana thì không thấy có những cái nét của bên ngoại, bên mẹ Dakota. Còn Gina thì nó giống mẹ nhiều hơn. Hana thì giống bố nhiều hơn, giống đằng nội nhiều hơn, giống Teddy. Đó thì với cái gen trội ở trên người Hana là cái gen của Teddy, tức là theo cái gen này trong đấy là có gen của con Hero á. Thì hy vọng là cái đàn chó con này là sẽ ra được một cái đàn chó con bằng hoặc là tốt hơn cái đàn trước của Hana kết hợp với lại Bruno. Thì cái đàn lần trước Hana kết hợp với Bruno là được 3 con chó con đó. Thì cái đàn đó nó ở cái mức giá từ 20 cho đến 25 triệu. Nhưng mà 3 con nó đều tốt thì nó đều là ở cái mức 25 triệu. Đó là cái chia sẻ của mọi người như vậy. Còn ở cái đàn chó này Nano kết hợp với Hana thì nó cũng sẽ nằm ở trong cái khoảng giá 20 cho đến 25 triệu một con chó con. Còn phải cái giá cả nó như thế nào thì nó tùy vào cái chất lượng cụ thể của cái đàn chó con. Hiện tại bây giờ thì với hai cái con giống mà cực kỳ là có tương lai và cái phả gen tốt thì trước tiên là nó có một cái khoảng giá đã thôi, chứ cái giá cụ thể thì phải chờ cho con mọi người nhé. Thì mọi người mà đang chờ cho con thì mọi người có thể trông chờ ở cái đàn chó con này, là một cái đàn chó con mà bản thân trại mình cũng rất là trông ngóng cái đàn chó con này, một cái đàn chó con kết hợp để có thể ra những cái con chó đực tuyệt vời. Chung cái dòng máu, những cái con chó đực có thể là nó sẽ rất giống với lại con Bruno. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé.